Thương cảng Sài Gòn, ni tổng xếp mình, căn kháng tiểu xuông Sài Gòn, mai pia nồng tống, hàm nghi nhà rồng, khánh cội cứu chợ cá. Tới cứu tiểu này bếch cuốn cấu phối miên, dâm này tống cảng xuông, căn khắc quân sự thương mại dịch vụ buôn tháo có buồn phiến. Tò mình, này buồn cảng xuông, này khít này bếch hắc út tống liều bếch mai mãi buồn chăm càn nghiệp bùng tay. Lám quý mày phát triển bách hưng chiều kháng thương cảnh Sài Gòn đà bếp biển tháo dền non tống bài xiang thác này mai có thành khác tàu thuyền bịa xuống mai mải này phải thế dở cán liều bách chấu khăn có thành beo nếp buồn nay trọng bạch quân cấu mai thế phim kiếm bếp buồn dầu diêm từ trắng diêm múa tỏi diêm út khăn xiang diêm lệ trình này coi nay bồng vô tỏi chế chuồng lo khiếu mình của thương cảng non tống tới khiêu tháo này bếp uốn hôm hơi con liệu bếp mãi mãi diệm u Sài Gòn quý khán tập phim duy trì u buồn ký sự tống dưa chẳng diệm Bến Bạch Đằng quận Giật Úc Bung tống chỗ tàu khánh khôi đi chám vận mại dân năm tổng cờ. Mùi biển khiều bếp út tổng cờ thủ ngữ vậy thực dân phan, nền liệp pháo biệt chiếp khá kháng giết trên bếp bếp lũ chập. Ây can béo biển văn hóa vương khổng sền mài ghi chiếm Sài Gòn lũ khôi hăng gàng. Chiếm út ngài kháng khoái cờ buộc điếu bài giảng, lũ khôi chẳng bếp cờ đi, cờ màu, vai bếp dân non bóng sơn ký. Lùng hướng chẳng bếp điếu dân non tăng, ô khít biệt bè khít giấy khít giấy này biết cám kiểu con buôn tế tàu bè hiếu kiểu lệnh xiêm tống bạch keo khuất mắt bến quý hát này cột cờ thùng ngữ bếp tổng bốc bó chấn buôn xì trước bến chàng cứu coi tống xuông Sài Gòn bến chàng dịch thương cảng cứu phấn kháng thương mại kéo đại coi diêm biển Pháp diêm Sài Gòn mày căn chậm thế kỷ chiếm chú tàu thế kỷ nghỉ chiếm mài miền bay cột cờ thủ ngữ để kháng với miền chiếu nên các trao pu trip miền bản tháo chào bé pun miền bản căn tế còi bui liều với biển biển dẹp béo miền Pháp đã mạng chốt tiểu quyền tổng chiêm xuông Sài Gòn bếp đặt chế liệp khang xuông hên vai bung Sài Gòn căn tống bến nhà rồng buôn tháo tàu kênh thị nghề kế hữu tiểu khốn tháo cấu phiếu miên chốt cảnh tuông căn úc quân sở thương mại dịch vụ buôn tháo phiến tàu bình càng xuông nài hít bếp chầu tiếp mai mãi chính yếu chốt nghĩa thương cảng Sài Gòn mình căn xuông Sài Gòn bài pia năm tống hàm nghi nhà rồng khánh hội cứu chợ cá đang hít mài thương cảng vầy biện pháp chế liệp diêm Sài Gòn chợ lớn đã mài dệt hệ thống bến khơi liều mai mài càng cuối hệ thống bến đại chặn hang tế thương cảng siêu nghiệp tại túc bán cóm diêm Sài Gòn chợ lớn gia định tế búa hang bến nhà rộng bến Bạch Đằng bến Trương Dương bến Vân Đồn bến Ghé bến Thành nhờ tế bến ô ngài bếp bến đốt bông bách truyền
đã bếp bến Năm Khơi, Phú Khơi, Xuồng Khên, Lăng Xuồng Khên, tàu bếp này tế bến Tháo Trá Dích, Mai Sông Mày, tàu bếp tế phán ảnh lụ khoai vận sông Mày chấm này, bài dấn dựa bốc khăn lịch sử văn hóa chấm đạo tại kiếu biển Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Dìm có bến nay bài tế trành tròn khăn quá, trành can biển khoa bếp trón chăn, khăn quá can cú quần, đang ngoài kiếu bếp có xanh tổng bùng, phai bùng, can úc kênh xuông, tút siêu chăn xuống có trành, liều bếp tổng bình có xanh, kháng hơi bài buồn đi trá. Ni trá cố dòng bài út tống bình đông, đại bếp vận bài dân tế trành châu công, buồn chắp đại bếp trành trì, liều bếp mãi bài khăn quá. Lưu khơi có đơn vị ban bài công quốc buồn chăm bình can xuông quý này can kéo bình bách tràng đi thiết bài diện đồng tổng diện bách lệnh hát đại công quốc can cốt biển tây bình can cốc chiếu truyền thông mài quý có năm tràng diễm út phố Sài Gòn hay nên bố xích bách chón để buồn hàng quá can cốt biển tây pháo Sài Gòn bách dương biển tây buồn chăm để bách có thể biêu lây có năm tràng diêm út tông bung thông quý hệ thống có tiểu xuồng này bếp xuồng Sài Gòn xuồng Đồng Nai bệnh can út kênh tàu cũ khác này tràng diêm Sài Gòn bếp trón lưu nệp buồn hàng cuối diêm đại bếp cành bài bài tiếu tỏi bến biển đông lụ hoai tướng bếp tống bãi tải càng cuối bài trăm diêm út Sài Gòn chợ lớn kiếu có sáng tống tẩy bày xuồng kiều long ây can làn biển nhà văn đảm bách diêm sơn nam bách bến biển đông banh đáo can trầu chạp và tháo phát bình an đi chá bến biển đông banh đáo can trầu nguyễn tri phương tháo tống giao tỏi diêm út dạch lò gốm cứu bách út tàu khu diêm quận kiệt can thế kỷ chợ bếp can khít biển dân can cổ lao phố diêm biển quả đồng nai đi chá pháo tống chợ lớn miền qua ánh khói liệp buôn bài mình căn xuồng khen tàu cũ nét tống bến chàng tống quán giết chìm biển nam kiến chuồng có vòng bay sát mây bến bãi tròn kho hàng của ấy căn lạch biển học giả bèo văn quá vương hồng tiền miền hiếu tráp biển nam bộ tướng công bến biển đông bãi cháy đẹp bếp tống bãi bài bài trăm dòng xích cấu bài tiết kiến trúc kiểu văn quán lụ hồi hát tiếp bèo cuốn lụ hoi chiếc hoa bến thuyền bèn hoi giang kháng cứu tiểu lây chẳng kháng rào kháng dân biển Nam. Khỏi tàu canh để trá bách nghề diệp khen kháng. Bến biển đông ánh bài kê xuồng to buông biển vắng canh biển Tây báo bài buôn biển trên thành phố Rào Trôn. Khỏi dàn trí kháng phát nát quần hơi bến biển đông tổng bến bài trăm bình Tây tập vận bách diện năm tống bến bài biển dân thành phố Hồ Chí Minh. Bến biển đông này để tông chiếc tống chiếc sản phát quá đáng liều phú cấu địa chá kiến trúc béo bệnh canh bến biển đông với diện tiền bằng chuông kiết chuồng quần phắng tông phai có năm béo tút chấu nít phát tỏi trắng chiếu cứu với có năm tổng trên tút cháy cành cạch kiếu với vầy khiên canh út thí địa chá khố tổng chấu canh cạch thạch cao phai bếp khui mái mại trên bè bình xuống chám hang bến biển đông tàu bến bạch đằng lụ khoai tổng bách tống bán mại cảng cúa biển biển khép buôn tháo tống trung tâm Sài Gòn ây can biếu biển nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu Sài Gòn lụ khoai bài chám bến tức liền biển kiếu có tống bến quần vâm diêm út lịch sử chống ngoại xâm dâm phính biển hang bến bạch đằng bến Trường Sương Hàm Tự bến Vân Đồn diêm út tống phát toàn phiên kiếu bến bạch đằng xuồng khen bến ghé bến nhà rồng khoai còn đại bích thương cảng hồ diêm sài gòn thương cảng nái diêm út tống xuồng sài gòn kiếu tút chế liệp canh kháng chế trình bến bách lụ triệp pham diêm út tống phát chầu khánh hội ni trá diêm quận pia bến nhà rồng can đại bến chàng thành cảng nhà rồng liền kiếu tiểu công lịch sử lan biển trình điên nguyễn tất thành chuất kheo miền lo kéo diếu cúa canh cô lộ khá sành hưng kháng chế trình chú bách triệp giết ây can có tiền sâu nghiên cứu bùn khiêu bến nhà rồng rù hơi bếp thương cảng khô dâm xuồng Sài Gòn khen trụ sở này bếp diện nông béo khăn mày y tầng vầy công ty vận tải đường biển dâm út pháp chế liệp bề kháng chế trình bếp bếp lưu triệu phàm nồng chấu nam tống mài vé tàu kéo bếp tống dâm bùn biển quản lây tháo chậm kháng chế trình bếp bếp chú chậm chú công ty xin thức phép chấu dâm bến tàu biển này cảng bến này tăng chết đồng cốt quần bên liệu bếp tiệm chấu ní liệu bếp chuống diêm đại xuồng khen trụ sở trong công ty bài kiến trúc chầm phai bùng
trước đây thuộc dân Pháp đã quy hoạch. Đảng Hoi thực dân Pháp đã quy hoạch liệu vắn trắng Sài Gòn bến cảng và trung tâm thương cảng Hồ Diêm Đông Dương. Ai căn buồn sâu lịch sử gang khít chiếm Sài Gòn. Pháp chế liệp công xưởng hải quân, đại bích xưởng Pason, diêm phát xưởng thủy diêm triều Nguyễn, tốt bằng đại bích nông tống trên bích lống buôn dị ăn thắng có tống, liều bích trò tàu, thác đại tộc bích hiếu tháo trăm thành tàu biển hải bến. Nhâm khiên công xưởng hải quân chính quyền Pháp tổng bích liệp diệt hải cảng thương mại quốc tế Giang diêm xuồng Sài Gòn, diêm út tống cảng bến nghé. Khủng bài gang dịch kháng kháng chiến trên bếp bếp lột dịp Pháp đã bếp khoi thương cảng buôn cằn mai mài biệt quốc tóng cảng nay chấu dung bị kháng chiến trên bếp bếp lột dịp Pháp bớt dấn can vắng dìm đồng bếp trụ sở công ty vận tải kéo đại khói Pháp dìm bến nhà rồng. Thông quý khắc tế tiêu khiếu bài dìm có lần biển buôn này có lần biển buôn dìm út Singapore, Hồng Kông, Hồng Quốc tổng chế túc mại hát này hắn dùng chỉ bốn mại này biết đi tổng canh hăng tới tiền bài dâm dụ tóng cho bộ viện quý bài nghĩa tóng. Nhất bên dâm Sài Gòn, bài dân hàm tóng trên bếp quyền tổng. Cao tức bài kháng cảng Sài Gòn, đằng của bình biển dụ tóng. Nếu bộ tức bài có buồn hồng của kêu bếp trốn tránh bài. Thương cảng Sài Gòn lù khoai diêm xuồng Sài Gòn kết đại khói phấy chấm tiểu bánh quán bài phạm bếp bếp chấm lù mẫu bài bia tóng cảng này bếp tóng khảm kỳ bệnh canh bèo bùng xuồng Sài Gòn bài pu chở tàu liều buôn tàu bình chấm chú tóng tống nhà rồng giữa bốc khăn xuồng tàu hũ kinh tẻ bài pu bến tiền liều buôn tàu viễn dương tống cánh gội mài diện bến liều buôn tàu nhu tống tống chở cá bài pu chở tàu kéo y bến tiền tàu nhu tống kiện tầng nhất này bếp tóng chính diêm thương cảng Sài Gòn dây buôn tàu viễn dương liều tình. Ni Chá có cảng chim xuồng Sài Gòn đã biển chốt tống xuồng Đồng Nai, Xoài Rạp, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đi Chá bãi phạm chợ bếp năm cảng. Ni đang phát bài chợ phạm tiểu bánh ngam khói nồng, chiếm lại bài giờ tới cảng hô chấu quần chám thị vận vận tải diêm đại khói chẳng của năng tân cảng, cát lái cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước. Dùm chỉ hàng quý bọn hàng cuối quý càng đại khói dâm thành phố ruộn trên túc bài tế chỉ tiêu bùn chuốt máy tế dòng bếch chào pháo mạch hàng. Quy hoạch dâm phán kháng hệ thống càng đại khói Việt Nam thao kháng chất lệnh nghị chiệp, tiền huống thao kháng chất lệnh phạm chiệp dâm chính phủ bằng tiền đỏ, cùng càng thành phố Hồ Chí Minh dâm bùn chóm giúp nhà bếch càng chón cuốt cha tỏ con tóng loại diệt, mai có tóng biến chấu chính bếch hiệp phước dâm út xoài tạp kéo cát lái dâm đồng này. Vốn quận không cuốn quý càng đại khói thành phố Hồ Chí Minh can định trả thao kháng chất lượng nghị diệp chạy tước can y bế lộ chậm tháo bù bế lệnh pia triệu tấn dịch kháng kéo can pia bế chú chậm tháo lộ bế hướng chậm triệu tấn kháng ý chất lệnh phạm chậm kiểu hệ thống càng kháng đại có tiêu mang bài tương bài rất nhiều cầu mài càng cuốn dâm tề bùng thành phố Hồ Chí Minh kiểu có danh văn khen bến chàng biển lầy kiểu bài biển trăm chuồng kiếu này tàu năm con trên liều thành phố Hồ Chí Minh chấu chiến lược khốn chốt đại khói hồ lãm quý diệt bách hình chụp kháng thương cảng Sài Gòn đã chấu dung cổng sĩ diêm quần xin kê thống cảng Sài Gòn đã biển xuống bến giang tế xuồng hên phát diệt bách hình chụp kháng bởi tàu thuyền bình xuống chám để trá liều tóng buôn tế dự án khôi đảo ni tế di tích nay tổng bách xẻ mai mài mài phai bách khú sồng diêm tế phim tế sâu cứu chàng diêm miền này chẳng nhìn nhau. Tổng cờ thuộc ngữ đặc canh luật lầy có làn bản liều bích dâm tài kháng chiến phán dâm lịch sử dâm bức kháng phán kháng dâm Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh diễn tráng năm tổng cờ nay sẽ tốt bút cấu ôn toàn phun gan của giấy.